Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng khi nhìn vào một cái điện thoại, đặc biệt là phân khúc mức giá tầm trung ạ, thì các bạn sẽ phải xác định hy sinh một vài thứ để đánh đổi lại những thứ khác tốt hơn. Ví dụ như các bạn phải hy sinh một chút về mặt thiết kế để bù lại cái cấu hình, hay hy sinh một chút về mặt cấu hình để bù lại về những cái trải nghiệm liên quan đến cái camera, liên quan đến một vài những công nghệ xịn sò. Thì đây là một chiếc điện thoại mình tin là sẽ khiến cho rất nhiều bạn phải phân vân và suy nghĩ, bởi vì nó có những thứ rất ngon, nếu không muốn nói là ngon nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng nó cũng phải đánh đổi đến một vài thứ khác, đặc biệt trong cái tầm giá của nó tại thị trường Việt Nam. Chính hãng Oppo Reno 4 Pro, nếu như xét ở mức giá khoảng 11-12 triệu, mình tin nhiều bạn sẽ đánh giá là nó còn cao. Nhưng nếu như nhìn vào cái mức giá sau khi trừ hết quà tặng tại Sale.net, đợt pre-order đầu tiên này sẽ chỉ còn đâu đó khoảng 9 triệu hơn, 9 triệu, hình như chưa đến 9 triệu luôn đấy. Các bạn có thể tham khảo cụ thể ở link phía bên dưới phần mô tả video nhé. Tự nhiên mình quên mất giá chính thức rồi. Thì các bạn có thể thấy nếu như ở 9 triệu thì nó lại ngon. Nó ngon bởi vì sao? Nó ngon bởi vì những cái trải nghiệm tổng thể mà nó mang lại. Thay vì các bạn chỉ chằm chằm nhìn vào cái thiết kế bằng nhựa của nó, hay nhìn vào cái thông số phần cứng với Snapdragon 720G của nó. Đây sẽ là video mình đánh giá chi tiết hơn về Oppo Reno 4 Pro. Và hãy xem với mức giá 9 triệu thì nó có xứng đáng để các bạn mua hay là không nha. Let's go. Ok, đầu tiên thì các bạn đầu với thiết kế nhá. Chúng ta có một cái mặt lưng bằng nhựa. Nói chung là đẹp thì cũng có đẹp, nhám các thứ, màu đổi các kiểu cũng rất là đẹp. Đặc biệt chúng ta có phiên bản màu xanh gì đó nhìn rất là cưng. Phiên bản màu đen này của mình thì nó không ấn tượng bằng, nhưng mà cơ bản là nó vẫn đẹp, cái cảm giác cầm trên tay của nó vẫn rất là sướng. Nhưng rõ ràng nó bằng nhựa thì người thích người không thích, nên mình cũng sẽ không chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình vào đây. Mình thì mình thích cái này ở một điểm, đấy là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ một cách kinh khủng luôn và cầm nó sướng hơn rất nhiều cho con Oppo Find X2 Pro mà mình đang dùng. Cho dù cái cảm giác cầm thì nó cũng khá là giống nhau, bởi vì sao? Mặt lưng nó cong, màn hình của chúng ta cũng cong, thế nên cái phần viền nó tiếp xúc lên tay của các bạn nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng. Nó đánh lừa một chút cái cảm giác của các bạn, nên cái cảm giác cầm cái điện thoại này thì mình phải nói một điều là mình rất là thích. Và mình không dùng ốp luôn, tại vì là mặt lưng bằng nhựa lại còn nhám nữa nên cầm nó rất là bám tay. Nói chung là cảm giác cầm cái điện thoại này là thích, ok ở cái mặt này nhá. Tiếp đến là cái phần màn hình, chúng ta có độ phân giải là Full HD cộng, tấm nền là AMOLED, cong hai bên luôn, tương tự như mấy cái điện thoại cao cấp mà mức giá chưa đến 10 triệu. Thì các bạn nghĩ sao? Ở trong tầm giá này, chúng ta có Xiaomi Mi Note 10 Lite. Đấy, màn hình cong, đẹp, nhưng mà camera của nó là giọt nước, nhìn nó không phải là xu hướng của năm 2020 nữa. Cái quan trọng là chất lượng hiển thị của cái màn hình đấy thì không thực sự xuất sắc. Nếu không muốn nói là còn hơi tệ khi so sánh với cả con Galaxy A71 cơ. Chứ chưa nói gì đến con Oppo Reno 4 Pro này. Con này nó có hỗ trợ HDR và thực sự cái giải màu mà cái con màn hình này mang lại nó rất đã, xem video xem phim cực kỳ sướng. Và thực sự là mình đánh giá màn hình con Oppo Reno 4 Pro này là một trong những cái màn hình cho trải nghiệm tốt nhất ở cái tầm giá dưới 10 triệu chính hãng ở thị trường Việt Nam. Đấy là chưa kể nhá, nó có màn hình tần số quét là 90Hz luôn. Nó mượt, dùng rất sướng, các bạn lướt Facebook rất ngon. Và nói chung đó là một điểm tạo nên điểm nhấn của cái điện thoại này. Ok. Rồi, tiếp theo, hãy nói đến cái phần cứng một tí đi. Rõ ràng với Snapdragon 720G, 8GB và 256GB bên trong, có thể nhiều bạn sẽ mong muốn nó phải là 765 các thứ. Rồi có rất nhiều bạn lại mang mấy con máy xách tay vào đây để mà so sánh. Thì ok, các bạn mà so sánh với máy xách tay thì máy chính hãng chắc chắn là thua rồi. Không cần nói nhiều, các bạn cứ so sánh dựa trên quan điểm của các bạn đi. Nhưng nếu như xét ở hàng chính hãng thì các bạn nhìn cái con sử dụng 765 gần đây nhất, đó là Vivo X50 Pro giá 20 củ. Các bạn muốn con này 20 củ không? Thôi, 15 củ thôi. Các bạn muốn không? Không đúng không? Thế thì phải chấp nhận ở 720G. Tại vì rõ ràng trong tầm giá loanh quanh dưới 10 triệu này thì 730G trên A71 thì cũng là một trong những cái con cấu hình cao nhất rồi. Con này 720G thì trải nghiệm nó cũng tương đương. Mình cũng đã làm một cái video so sánh với cả con A71 rồi. Các bạn cũng có thể xem lại trên kênh. Nó vẫn mượt mà chân tru, tối cái màn hình 90Hz vẫn rất là ngon. Các bạn gaming với những tựa game quen thuộc như là PUBG, ví dụ như Liên Quân hay Call of Duty vẫn ok. Nói chung là cái hiệu năng để mà các bạn sử dụng thực tế hàng ngày thì nó vẫn mượt mà ok được hết. Cái hay là với cái tần số quét màn hình lên tới 90Hz, nhưng con 720G này vẫn tối rất là tốt và các bạn có những cái trải nghiệm mượt mà hơn. Đấy mới chính là cái điều quan trọng. Và mình nghĩ rằng hiệu năng của con này đủ dùng chứ không phải là tệ.
camera nó mới là cái điểm tiếp theo, có thể nói là điểm nhấn của cái điện thoại này. Ở cái camera chính chúng ta sẽ có cảm biến ở camera góc chính ấy, là 48 chấm, camera góc siêu rộng là 8 chấm. Hôm vừa rồi video so sánh bạn editor có ghi nhầm 12 chấm, sorry các bạn. Còn hai cái cảm biến nhỏ là 2 chấm thì mình bỏ qua luôn. Chụp nhanh, chi tiết, màu sắc, độ sáng và cái quan trọng là giải dynamic range, cái độ nhạy sáng của nó đều làm rất là ngon. Và cái màu sắc ảnh của Oppo luôn luôn có một thiên hướng nên là rất là đẩy cái tương phản lên và đẩy cái saturation lên, nhìn rất là rực rỡ, nịnh mắt. Đặc biệt chụp chân dung thì phải nói là tuyệt vời luôn, màu da lên không có điều gì để mình chê. Đấy, một vài tấm hình demo ở đây các bạn có thể thấy màu da con em vợ mình với cả con bé nhà mình lên quá ổn luôn. Ảnh gốc đấy, chưa chỉnh sửa bất cứ một thứ gì. Đấy là một trong điều mình đặc biệt thích của Oppo. Tuy nhiên với một vài những tính năng khác, ví dụ như quay video chống rung khá là tốt này, siêu chống rung ok, hay là cái tính năng chụp AI Color Portrait Mode, nó cũng là một cái điểm nhấn rất ấn tượng trên cái điện thoại này. Và đó là những cái giá trị cộng thêm ở cái camera. Đấy là mình còn chưa nhắc đến camera selfie của con Oppo Reno 4 Pro này thì nó quá ngon rồi đấy. Camera selfie của Oppo luôn luôn là thương hiệu rồi nên cũng không cần phải nhắc đến quá nhiều. Thế thì các bạn nghĩ sao? Đó chính là những thứ mà nó khác biệt so với trải nghiệm đối với một vài những sản phẩm khác trong cùng tầm giá, như là Xiaomi Mi Note 10 Lite, như là Galaxy A71, thậm chí so sánh một vài những sản phẩm cao tiền hơn một tí thì camera của con này mình vẫn đánh giá là rất ngon để các bạn có thể sử dụng thoải mái hàng ngày và hàng ngày. Pin dung lượng là 4000 mAh. Đồng ý là nó không quá lớn về mặt thông số, nhưng bởi vì chip chỉ là một cái tầm trung và nó cho dù 90Hz nhưng sử dụng AMOLED nên nó cũng tối thời lượng pin đi rất là nhiều và các bạn vẫn có một thời lượng sử dụng thực tế rất là tốt, thoải mái trong ngày với mức tầm khoảng 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng on screen. Mà cái hay là sạc nhanh lên tới 65W Super VOC 2.0 và các bạn chỉ mất có hơn 30 phút để mà sạc đầy thôi. Thế thì suy nghĩ để làm cái gì về cái thời lượng pin này, đúng không? Ok, mình sẽ có một cái video nói về cái pin này để các bạn có thể hiểu một cách rõ ràng hơn và kỹ hơn về công nghệ sạc nhanh đang được áp dụng trên con Oppo Reno 4 Pro này. Và rõ ràng đó là những cái giá trị cộng thêm mà các bạn phải đánh đổi với một mức giá cao hơn một chút và cái cấu hình thấp đi một xíu. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Đương nhiên với một thiết bị ở cái tầm giá như vậy các bạn sẽ thiếu vắng đi một vài thứ. Ví dụ như chúng ta không có kháng nước, ví dụ như chúng ta không có loa stereo, ví dụ như cái hệ thống rung phản hồi của con điện thoại này thì nó không thực sự ngon được giống như là Oppo Find X2 Pro hay những dòng cao cấp hơn. Hay ví dụ như là cái hoàn thiện sản phẩm thì nó cũng hơi kém, những cái phần viền ở bên trên bên dưới này nó vẫn còn hơi dày và nó vẫn sẽ không đạt được cái đẳng cấp giống như những chiếc điện thoại cao cấp. Nhưng quay trở vào cái mức giá chỉ là 9 triệu mà chúng ta có cái gì? Chúng ta có hiệu năng tốt, chúng ta có màn hình rất đẹp, chúng ta có camera ngon, chúng ta có sạc rất nhanh, chúng ta có pin đủ dùng và chúng ta có một thiết bị với thiết kế đẹp. Thế thì các bạn đòi hỏi một cái gì nữa? Đúng không? Nói chung, với suy nghĩ của mình thì từ trước giờ mình rất recommend con Galaxy A71 ở tầm giá dưới 10 triệu. Nhưng đây là ngôi sao mới của chúng ta, Oppo Reno 4 Pro. Và đó là những chia sẻ và những cái đánh giá của mình về cái điện thoại này. Vậy thì các bạn nghĩ sao về nó? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đương nhiên chúng ta sẽ vẫn có những cái điểm yếu. Điểm yếu của nó là gì? Ví dụ như 4 cái camera này, 2 cái vô dụng, nó chỉ tạo ra một cái thiết kế đẹp mà thôi. Ví dụ như cái nhựa của nó đương nhiên không cao cấp, mình cũng đã nói ở phần đầu rồi. Thì đấy là những thứ các bạn phải đánh đổi. Hãy suy nghĩ dựa trên nhu cầu của bản thân nha. Rồi, video của mình thực sự dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên là check giá tại 7S sau khi trừ hết quà tặng để có mức giá tốt nhất nha. Link sẽ phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.